Hình ảnh đẹp phải không? Dạ đẹp. Quá đẹp luôn. Đây, công viên, dưới công viên này phải không? Hàng dừa nè, rất nhiều bạn luôn. Dạ. Đây, có một nhóm bạn trẻ. Hóng gió tháng 3 đúng chưa? Dạ, đây, đúng đây, phía xa xa là cái gì đây? Đúng rồi, một nhóm công nhân đang xây dựng cầu đúng không? Dạ. Cầu gỗ để cho bạn trẻ ra bờ sông đứng chụp ảo, anh ảo đúng không? Dạ, sống ảo đúng không? Ồ, cắm sâu vào lòng đất nè. Vừa bây giờ đã lên xanh rồi nè. Mọi người đến đây rất là vui. Tha hồ mà tán gẫu nói chuyện. Đây còn bờ cát nè, có một bạn trẻ đang viết tên mình trên đó nè. Ôi, hay quá. Dòng sông Hậu ngút ngàn luôn. Ở đây vị trí quá đẹp. Một góc từ trên cao xuống. Quá đẹp luôn. View cầu Cần Thơ quá đẹp. Chúc mừng tất cả.